Sự ủng hộ nồng nhiệt của người Mỹ dành cho Ukraine tại một cuộc biểu tình gần đây trước Nhà Trắng. Thực sự rất quan trọng là các nhà lãnh đạo thế giới phải hành động và lên tiếng về những gì đang diễn ra ở Ukraine. Chỉ cần xem những gì mọi người phải trải qua chỉ để tồn tại, nó thật có tác động lớn. Và ý tôi là đây thực sự là điều ít nhất tôi có thể làm. Nền dân chủ rất mong manh và không chỉ ở Ukraine mà trên toàn thế giới. Với tôi, đây là một hiệu ứng domino. Người Mỹ đã tuần hành ở các thành phố khác, bao gồm cả Los Angeles và New York. Hands off Ukraine! Tại buổi đọc thông điệp liên bang của Tổng thống Joe Biden tối ngày 1 tháng 3. Send an unmistakable signal to the world, Ukraine. Các nhà lập pháp, lưỡng đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều đồng loạt nhiệt liệt hoan nghênh đại sứ Ukraine. Khi cuộc xâm lược của Nga diễn ra, sự tán thành của người Mỹ đối với phản ứng của Tổng thống Biden ngày càng gia tăng. Tôi tin rằng ông Biden đang làm tất cả những gì có thể. Tôi mong ông ấy sẽ làm được nhiều hơn thế. Tôi hiểu thế cân bằng mong manh và mong muốn tránh đi đến một cuộc xung đột leo thang. 43% người Mỹ nói rằng họ tán thành phản ứng của Tổng thống Biden đối với Nga, tăng từ 34% vào tuần trước, theo một cuộc thăm dò của Reuters và IPSOS. Nhìn chung, chúng tôi thấy sự ủng hộ các chính sách cụ thể liên quan đến Ukraine đã tăng khoảng 7-9%. Và đây là một cái gì đó rất điển hình. Chúng ta thường thấy điều này trong thời kỳ chiến tranh và xung đột. Chúng tôi gọi đây là một hiệu ứng vì màu cờ sắc áo. Cũng theo cuộc thăm dò này, 58% cho rằng việc trả thêm tiền mua xăng là đáng giá để có thể áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại Nga nhằm bảo vệ một quốc gia dân chủ khác. Nhưng không phải tất cả người Mỹ đều tán thành, kể cả một số người theo Donald Trump. Cựu Tổng thống đã sử dụng cuộc khủng hoảng để tấn công Biden. Vấn đề không phải là Putin thông minh, tất nhiên là ông ấy thông minh, mà vấn đề thực sự là các nhà lãnh đạo của chúng ta thật ngu ngốc. Nhìn chung, các cuộc thăm dò cho thấy người Mỹ ủng hộ hỗ trợ nhân đạo và quân sự, nhưng không đưa quân đội Mỹ đến Ukraine.